B. Sure, here it is. C. A window seat. Number 12. Which folder should I place this document in? A. The green one. B. Some mint tea, please. C. All of the shirts have been folded. Number 13. Where can I pick up my name tag for the conference? A. Near the entrance. B. A new set of luggage. C. The annual pharmacist convention. Number 14. mấy bạn ơi chết cô bật mất. Cô bật của cái đề khác mất. mấy bạn nhát mấy bạn nhát câu, cái đề này nha cô nhầm file mất cô đang trả bạn nghe cái đề đề khác cô đang xô cái đề khác mà cô trả các bạn nghe luận đề khác mình chịu khó nghe lại với cô nha hàng chi cô thấy nó là lạ listening test I believe number seven number rồi thôi thôi các bạn lỡ các bạn ghi lại cái đề này cho mình mới nghe có lần á nên thôi không sao đâu. 7. Will you be paying with cash? A. It is recyclable. B. They paid attention. C. No, with a credit card. Rồi câu này mình sửa luôn nữa nè. Câu này bây giờ là mình nghe câu này mình sửa luôn ô đó luôn ha. Cho nó tiết kiệm thời gian các bạn. Rồi câu số 7 các bạn mình chọn đáp án là câu gì? Câu số 7 nha. Rồi các bạn các bạn comment giúp cô đáp án trước khi mình sửa nha các bạn. Câu số 7 các bạn có nghe cái từ hỏi nó hỏi là từ gì không? Cái từ được hỏi nha. Câu số 7 này cái từ được hỏi là từ gì các bạn? Printed in your test book and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. Now, let us begin with question number seven. Number seven. Will you be paying with cash? Rồi. Chính xác các bạn, cái câu cái từ này nó hỏi chính là will you rồi chính xác ha, will you. Câu này nó hỏi là will you be paying be paying with cash. Có nghĩa là bạn bạn sẽ trả tiền bằng tiền mặt đúng không? Bạn sẽ trả bằng tiền mặt đúng không? Rồi, Câu ai nè các bạn, câu ai? Các bạn nghe thử nó nói gì hả? A. It is recyclable. Trời, cái câu này không câu, câu ai nó nói gì các bạn? Nó nói cái từ là recyclable đúng không? Mình bây giờ mình nghe cái từ recyclable nó mang nghĩa là có thể tái chế được đúng không? Có thể tái chế được. Vậy thì cái câu này mình có trả tròn được không các bạn? Nó có liên quan gì tới cái việc uh, trả bằng tiền mặt không? Không, đúng không? Nên câu A này mình loại nha. Rồi câu B nè. B. They paid attention. Rồi câu B nó nói gì các bạn? Nó nói là pay attention. Mặc dù có phải các bạn giờ mình nghe nó có cái từ pay giống ở phía trên đúng không? Nhưng mà cái này nó nói là pay attention thì là nó không liên quan các bạn. Nên thường á mình mà thấy á trong cái câu hỏi các bạn trong cái câu hỏi nè nó nó lặp nó lặp lại với trong cái câu trả lời một cái từ giống như nhau các bạn thì thường những cái từ đó sẽ là những cái câu sai luôn. Bởi vì là những cái từ đó các bạn nó chỉ đang đánh lừa chúng ta thôi nó cho chúng ta nghe cái âm tiết giống nhau đó nhưng mà về cái bản chất nha, nghĩa của nó sẽ không giống nhau đây là nó sẽ thường là những câu sai đúng không nè nha rồi câu c nè vậy thì mình đã loại được câu a câu b rồi đúng không nên chúng ta sẽ chọn nó án là câu c nè vậy mình nghe thử câu c nó nói cái gì hả c no with a credit card rồi nó trả lời là gì các bạn có phải là bây giờ mình thấy cái cái từ view á cái từ view nó là nó chọn từ mà nó được đưa lên phía trước đúng không thì là nó sẽ thường là những cái câu hỏi về yes no question luôn đúng không nên là câu này á nó đang chỉ là là no nữa các bạn ha no rồi with a credit card có nghĩa là nó không có trả bằng tiền mặt mà nó trả bằng cái thẻ tín dụng ha các bạn nên đáp án của câu số 7 á sẽ là câu câu c nha câu số 7 sẽ là câu c nè rồi bây giờ mình sang câu số 8 nè Number 8. Why didn't Karen apply for the position? Rồi, câu ta 8 các bạn các bạn nghe được từ gì? Rồi chính xác ha, câu người 8 mình nghe được từ why đúng không nào? Why nè. Why, đúng không, bạn? Rồi, why didn't, đúng không Why didn't why didn't là người ta nói position. có nghĩa là nó kêu là gì tại sao cái bàn này á bạn là không nộp đơn vào cái vị trí đó nha ha rồi bây giờ mình nghe thử nha mình nghe thử đáp án này các bạn chọn với cô luôn nha a she isn't qualified b in the supply drawer c sometime last week rồi các bạn câu này các bạn chọn đáp án là câu gì đây rồi câu này đáp án thì chúng ta chính là câu câu a ha rồi chính xác các bạn câu A các bạn câu A nó nói gì đây rồi chính xác ha nó nói là she isn't qualified các bạn qualified thì á mình cái từ qualified các bạn nó nó là tính từ nó sẽ mang nghĩa là đủ điều kiện hoặc là đủ năng lực các bạn đủ điều kiện khả năng á hoặc là đủ năng lực là cô ta không có đủ năng lực đúng không nên là không có được chọn cho cái vị trí này nè nên là cái câu A này chính là đáp án chính xác của chúng ta ha rồi các bạn. Câu số 8 nó án là câu A rồi ha các bạn. Bây giờ mình chuyển sang câu số 9 nha. Number 9. Is the healthcare lecture today or tomorrow? Rồi các bạn, cái câu này nó đang hỏi về đại gì đây? Câu này nó đang hỏi về gì? Rồi nó đang hỏi về về is đúng không? Nhưng mà các bạn nghĩ trong câu này nó có gì đặc biệt không? Có phải là nó đang cho các bạn sự lựa chọn đúng không? Cái này hoặc cái kia đúng không? Rồi. Vậy thì nếu mà nó lựa chọn cái này hoặc cái kia á thì thường trong đáp án của chúng ta sẽ có là một là nó chọn cái này đúng không? Hoặc là nó chọn cái kia. Nó sẽ chọn một trong hai hả bạn ha? Rồi chính xác nè. À. Nó sẽ hỏi là today đúng không? Nó hỏi là today or tomorrow. Rồi chính xác ha. Today or tomorrow nó đang hỏi là cái cái buổi này các bạn cái buổi diễn thuyết về sức khỏe này thì nó sẽ nó sẽ diễn, diễn ra vào hôm nay hoặc là ngày mai rồi bây giờ mình nghe nó bán nha A on the corner of Fifth and State Streets B I'll finish it by the end of the day C It's today in 15 minutes. Rồi các bạn, nó án là câu gì đây? Rồi cô thấy đa số câu này các bạn làm làm đúng đúng không? Bởi vì nè, nó nó nói cụ thể luôn các bạn. Câu đáp án câu này mình sẽ chọn với cô câu là câu, câu C đúng không? Bởi vì câu C này nó nó nói từ gì? Nó đang lựa chọn một đáp án nào trong hai, trong hai cái này nó nói là gì? Rồi chính xác các bạn, nó kêu là it today. Có nghĩa là cái buổi đây này nè, cái buổi họp kho thì nó sẽ diễn ra vào hôm nay it today đúng không? Đó là đáp án của chúng ta câu số chính chính là câu C đúng không các bạn? Thì là các bạn thấy nãy giờ là câu 7, câu 8, câu 9 đúng không? Là những cái câu mở mang các bạn Những cái câu mở mang này nha Nó sẽ thường là những câu dễ này ha các bạn Thế bây giờ mình qua thử với câu câu số 10 nha Number 10 Which train car needs to be inspected? Rồi câu này các bạn câu hỏi nó hỏi gì đây? rồi chính xác các bạn cái từ của hỏi nó chính là cái từ từ which rồi chính xác ha từ which nè which rồi which nha yeah. nó hỏi nó còn hỏi nó nó còn hỏi cụ thể là which train which train call ha which train call needs to needs to be inspected mình có biết cái từ inspect này nó mang nghĩa là gì không các bạn? Inspect này nó sẽ mang nghĩa là thanh tra hoặc là kiểm tra ha. Bạn nào chưa biết thì mình nói lại từ này luôn nha các bạn. À nó hỏi là cái cái to cái 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 xe lửa nào á, cái xe lửa nào thì nó cần được kiểm tra ha. Rồi bây giờ mình nghe đáp án nào ha. A. Tickets are 20 dollars. B. The one right behind the engine. C. I don't think so. Rồi đáp án các bạn. Rồi đáp án của chúng ta chính là câu câu B ha, rồi chính xác các bạn câu B nè. Có phải nãy các bạn nghe trong câu B nó nói cái từ gì? Cái từ gì mà nãy nó thuộc trong mẹo các bạn? Rồi chính xác nó nói cái từ the one đúng nè? Rồi chính xác ha, the one ha các bạn. Thì có phải cái nãy mình học mẹo á thì cái câu hỏi which á, thường á cái đáp án the one nó sẽ là đáp án đúng luôn các bạn ha. Nên câu số 10 này mình sẽ chọn cho cô đáp án là câu câu B ha các bạn ha, câu B. Rồi, vậy thì bây giờ á có phải là cái câu câu A các bạn, cái câu A ấy thì nó nói là 20 đô la, đúng không 20 đô là thì nó nói về cái giá cả này câu A nên mình loại nè còn câu C nó nói là I don't think so đúng không I don't think so là tôi không nghĩ thế thì nó đâu có liên quan gì đâu nên là chúng ta chỉ có duy nhất một đề án á chính là câu B thôi nha rồi bây giờ mình sang câu số 11 nè number 11. Have you found a good doctor yet? Rồi, câu này nó hỏi cái gì đây? Rồi chính xác cái từ để hỏi đó chính là nó dùng cái trợ động từ đúng không? Nó hỏi là have you found have you found a good doctor yet? Có nghĩa là bạn đã tìm ra một người bác sĩ tốt chưa? Bạn tìm ra một người bác sĩ tốt chưa ha? Rồi Các bạn xem câu Các bạn nghe thử nha Các bạn nào A Here, take my pencil B That's what I think too C Yes, I saw her last week Rồi câu này các bạn đáp án là câu gì đây Rồi chính xác ha, câu này mình sẽ chọn cái câu đáp án là câu, câu C các bạn? Bởi vì á, có phải câu số 11 này nó bắt đầu bằng trợ động từ have có nghĩa là chờ động từ ham nó mới đứng đầu câu thì nó chính là cái câu trả lời yes or no đúng không? thì trong cái câu số một này các bạn câu c nó trả lời là yes yes I saw her last week có nghĩa là có ý là đã tìm được rồi á yes là đã tìm được rồi tôi tôi đi thăm khám cô ta vào tuần trước đúng không? nên có nghĩa là đã tìm được người bác sĩ tốt này các bạn và đã gặp luôn rồi nên án có số mười một á sẽ là câu câu c ha rồi bây giờ mình sang câu số 12 hai nè Bây giờ mình sẽ ngay sắp câu số 12 nha. Number 12. When are we leaving for the airport? Rồi, câu số 12. Nó nói gì đây? Rồi nó hỏi là when đúng không các bạn? Là when leaving đúng không? When leaving. Airport gì đó? When leaving. Airport. Thế nghĩa là khi nào rời khỏi cái sân bay hả? Rồi bây giờ mình nghe thử các bạn mình nghe thử đáp án nha mình nghe thử đáp án và mình chọn cái đáp án nha A. I believe so. B. As soon as the bus arrives. C. I did read the report. Rồi, các bạn đáp án là câu gì đây? Rồi, đáp án là câu. Câu gì các bạn? câu B ha rồi chính xác các bạn câu B nè câu B nó nói gì ha đầu tiên á đầu tiên các bạn nghe được câu B nó trả lời bằng gì nó sẽ trả lời bằng as soon as đúng không rồi as soon as post alright có nghĩa là vừa khi nào cái bit cái xe buýt mà tới á thì là mình sẽ rời khỏi sân bay này đúng không các bạn nên nó cái câu này có phải là mình thấy là cái cụm as soon as này đúng không là mình đã học ở trên phía trên các bạn đó là một cái cụm mà nó thuộc ở trong cái mẹo của câu hỏi quen này luôn đúng không nên là các bạn thấy nè nó sẽ những cái câu những cái câu mẹ và cái thằng phó hai như thế đó, nó sẽ thường xuất hiện như thế này nè nha các bạn nên là mình về nhà mình đọc kỹ giúp cô cái tài liệu mà cô đã gửi trong group nha ha rồi bây giờ mình sang câu số 13 nè Number 13. Who's taking the shipment up to the tenants in 3D? Rồi, cái câu này Cái này, nó hỏi gì đây các bạn Câu số 13 này nó hỏi là gì Khu, rồi chính xác các bạn Khu, thì cái câu này đúng không Khu này Đây Khu nha, rồi Cụ thể là nó nói là Who is taking the shipment gì đúng không Who is taking the shipment gì đó Có nghĩa là ai lấy cái đơn hàng này hả các này Rồi, chấm chấm ha A. It starts at three thirty. B. Sure, that's fine with me. C. I'll ask Daniel to do it. Rồi, các bạn, câu này đáp án là câu gì đây? Rồi, các bạn... Đáp chính là câu câu C ha rồi chính xác các bạn. Có phải là mình nghe thử câu C. Cái câu C khi nãy người ta trả lời là gì các bạn? Câu C người ta trả lời gì đây? Câu C nè, mình chọn đáp án là câu C thì mình mình có nghe được người ta nói cái gì không? Các bạn nào nghe được câu C người ta nói cái từ gì không? Rồi cái câu C này các bạn nó dùng cái cụm nè Cái cụm của cái câu trả lời những tiếp á chính là I O us I ask someone các bạn I ask someone nó đang nói một tâm riêng ha I ask someone to do it rồi có thể là cái câu này người ta hỏi là ai là người lấy cái hàng này nè đúng không ai người lấy cái đơn hàng này nhưng mà bây giờ cái người này không có biết nên là người ta người ta sẽ nói cái gì tôi á bây giờ tôi sẽ hỏi tôi sẽ hỏi người nào đó để mà biết là ai để làm cái việc đó đúng không nên là cái câu này chính là câu trả lời gián tiếp các bạn các bạn có thấy cái câu này quen không nó nằm ở trong những cái câu trả lời gián tiếp khi nãy cô show lên cho các bạn đúng không? Đây chính là ask someone, đó, ask someone để mà biết gì về cái việc gì đó đúng không? Đây nè, câu C này các bạn, nó là câu trả lời gián tiếp mà. Và những câu trả lời gián tiếp này nó sẽ thường đúng, nó sẽ thường đúng 90% là các bạn ha. Đây là mình mà không nghe được gì hết thì mình vẫn có thể chọn chọn lùi cái này nha các bạn. Chọn lùi nhưng mà nó vẫn có nó vẫn có cái sự nó vẫn có sự may đuổi các bạn chọn lùi chọn lùi thì nó vẫn có sự may đuổi nếu mình lỡ mình sai trong cái 10% phần trăm kia thì cái cái số cái xác suất đó bạn, nó vẫn thấp không đúng không nó vẫn thấp còn chín phần trăm thì nó còn nhiều mà đúng không nên là mình nhớ nha mình có thể chọn lựa giúp cô những cái câu như thế này nè à. rồi vậy giờ bây giờ mình còn một số một mình còn một số hút ít ỏi còn lại các bạn các bạn điểm danh giúp cô ở phần khung chat này nha mình điểm danh giúp cô ở phần khung chat này các bạn thì còn những cái cái câu sau các bạn mình là sẽ dành cho cái buổi ngày hôm sau nha các bạn nhớ là điền đúng giúp cô là cái tên trong zalo của bạn nha nhớ điền đúng cái tên cụ thể trong zalo của bạn luôn rồi vậy thì hôm nay các bạn là cô đã gửi tài liệu cho các bạn vào trong cái, trong cái khung chat rồi nha trong khung chat zalo rồi á nên là mấy bạn về nhà mấy bạn xem giúp cô những cái bài đó nha và bây giờ nếu mà bạn nào muốn nghe trước cái đề muốn nghe trước cái đề này nữa thì hôm gửi cùng của cô có nhớ là cô có gửi vào cái cái file nghe của đề này đúng không các bạn cô có gửi file nghe của đề này chưa ta À rồi đúng không? Vậy thì á, bây giờ các bạn ha, bây giờ các bạn về nhà các bạn nghe tiếp với cô nha. Mình nghe tiếp hết những cái câu trong phòng part trill này hắn là ha, nghe tiếp với cô những cái phòng part trill này thì hôm sau cô sẽ hôm sau là cô sẽ giải cho các bạn ha. Hôm sau là cả lớp cùng nghe rồi mình sẽ giải luôn ha. Rồi. Rồi vậy thì các bạn nào điểm danh xong rồi các bạn